Đột quỵ là một cái chết đột ngột của các tế bào não do thiếu oxy. Và trong những năm gần đây thì có ý kiến cho rằng là tế bào gốc thì giúp hồi sinh tái tạo tế bào cơ tim bị tổn thương, giúp cho tim khỏe mạnh hơn và có khả năng bơm máu cũng tốt hơn, cải thiện được chức năng tim mạch. Vậy điều này có đúng không thưa tiến sĩ bác sĩ Vũ Bình ạ? Các nghiên cứu cũng cho thấy rằng là có thể cải thiện được. Tuy nhiên rằng là cải thiện đến mức độ nào thì nói thật là nó vẫn chưa có một câu trả lời cụ thể, một câu trả lời chính xác là cải thiện đến mức độ nào. Và chính vì vậy thì nếu như mà đã bị nhồi máu cơ tim, nếu như đã bị suy tim rồi thì có những cái thuốc đã được chứng minh qua các nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng rất là lớn trên thế giới, và nó đưa ra được là có thể cải thiện tiên lượng, có thể kéo dài cuộc sống cho bệnh nhân. Ví dụ như là những cái nhóm thuốc để điều trị suy tim như là ức chế men chuyển này, ức chế thụ thể này. Tức là nhóm thuốc nó hơi nghe tiếng hơi chuyên khoa một chút đúng không ạ? Thế thì những cái nhóm thuốc đấy là những nhóm thuốc mà bác sĩ đã biết để họ có thể kê đơn được cho bệnh nhân thì mình vẫn phải tuân thủ. Hoặc là ví dụ như đã bị nhồi máu cơ tim, tức là cái mạch máu của mình nó đã bị tắc rồi, mạch máu cho nuôi cơ tim nó bị tắc rồi do xơ vỡ động mạch, và chính vì vậy thì mình sẽ phải dùng các thuốc để hạn chế cái việc tắc trở lại. Mình đã được nong, mình đặt stent động mạch vành rồi đó, thì để phải dùng các thuốc để hạn chế cái việc tái hẹp trở lại này hoặc là tắc trở lại. Ví dụ như là những thuốc mà người ta gọi là thuốc kháng dư tật tiểu cầu như là aspirin, hoặc là những cái nhóm thuốc mà gọi là ức chế P2-ME2 này, hoặc là các thuốc statin, những cái thuốc người ta gọi là hạ mỡ máu, như người ta gọi là statin. Nhưng thực ra là statin thì không chỉ gọi là hạ mỡ máu đâu, mà nó còn giảm những cái phản ứng viêm trong cái quá trình mà gọi là xơ vỡ động mạch đó, trong quá trình nhồi máu cơ tim. Và chính vì vậy thì nó có tác dụng bảo vệ cái thành mạch tốt hơn, và chính vì vậy thì tất cả những cái thuốc đấy mình đều phải duy trì. Còn thuốc mà tác dụng kích thích lên tế bào nội sinh, tế bào gốc nội sinh ấy, thì nó lại thêm một cái cơ chế khác, tức là cơ chế mà như lúc nãy chúng tôi đã nói rồi, tức là tế bào gốc là những tế bào mà sau đấy nó có thể biệt hóa thành những cái tế bào của tất cả các cơ quan, tế bào trưởng thành của cơ quan. Và với tế bào cơ tim thì nếu như mà tức là khi mà bào thai ra này, xong là một số tế bào được biệt hóa thành gan, thành tim, thì những cái tế bào mà đã biệt hóa thành cái tế bào cơ tim rồi, nó cơ thể nó lớn lên thôi, và nó sẽ không có thêm một cái lượng tế bào gốc để chuyển thành tế bào cơ tim. Thì khi mà tế bào cơ tim đã bị nhồi máu cơ tim, đã bị chết đi rồi, mình sử dụng tế bào gốc thì hy vọng rằng là sẽ có một phần chuyển được cái tế bào gốc đang ở trong cơ thể, trong tủy xương đấy, thành một tế bào cơ tim để nó có thể hồi phục lại cái chức năng cơ tim đấy. Thì cái việc mà để nó hồi phục như thế nó sẽ cần một thời gian rất là dài, và nó sẽ phải và đáp ứng của từng cá thể một nó là khác nhau. Và nhiều khi chúng tôi cũng đùa là nếu như mà mình bỏ các thuốc tây y mà mình dùng tế bào gốc nội sinh, thì thứ nhất là ngoài cái việc kinh tế ra thì nhiều cái tế bào gốc phải có một cái thời gian rất là dài rồi, thì mình sẽ để bệnh nhân tế bào gốc, cái liệu pháp tế bào gốc thì chưa kịp có tác dụng thì bệnh nhân đã có những cái biến chứng mới rồi đó. Và chính vì vậy thì khi mà sử dụng cái liệu pháp tế bào gốc đấy, mình sẽ rất phải chú ý, thứ nhất là điều kiện kinh tế của mình có, thứ hai là mình không được bỏ các thuốc của tây y, và sau đấy thì mình nếu như mình điều kiện mình kinh tế, mình có thể, mình hoàn toàn có thể dùng thêm cái liệu pháp tế bào gốc đấy để gọi là một biện pháp gọi là hỗ trợ, gọi là thực vật biện pháp hỗ trợ thêm thôi. Và chính vì nó là biện pháp hỗ trợ cho nên là nó không phải là một cái bắt buộc phải dùng, là một cái optional, một cái liệu pháp để mình có thể dùng thêm nếu như mình có điều kiện để mình sử dụng. Tất nhiên là với liệu pháp tế bào gốc thì nó cũng có thêm một số những cái chống chỉ định, về nguyên tắc thì nó không có chống chỉ định gì quá nhiều đối với bệnh nhân tim mạch, nhưng mà có một số vì nó là tế bào gốc, nó kích thích cái tế bào tăng sinh tế bào, cho nên nếu mình đã bị ung thư thì đương nhiên là mình không nên dùng. Hoặc là những bệnh nhân mà đã sử dụng ghép tim chẳng hạn, thì khi mà mình dùng nó sẽ làm tăng cái nguy cơ bị tái ghép ra, thì mình cũng không nên sử dụng. Tôi nghĩ là ngoài cái việc mà dùng những cái thuốc tây y này, rồi là dùng cái giải pháp mà để tăng sinh tế bào gốc nội sinh, thì cũng có một cách nữa, đó là chúng ta có thể là khi mà cái tế bào mà nó được biệt hóa thành tế bào tim, tế bào thành mạch rồi, thì các cái tế bào nó đều có cái đời sống của nó. Chu kỳ đời sống là tuổi thọ nó là bao nhiêu cho mỗi một cái loại cơ quan khác nhau. Thế thì muốn kéo dài đời sống của mỗi tế bào, muốn kéo dài, thậm chí là kéo dài cái tuổi thanh xuân của mỗi tế bào, của mỗi một cơ quan, mỗi mô trong cơ thể, thì cái việc mà dinh dưỡng hợp lý lại càng trở nên quan trọng. Vì nếu chúng ta có được một cái nuôi dưỡng một cách cân đối, một cách hợp lý, thì đời sống của tế bào đó sẽ lâu hơn, nó sẽ sống tối ưu với cái tuổi thọ mà quy định nó sẽ có, và cái tuổi trẻ của nó sẽ nhiều, sẽ được kéo dài hơn, kéo dài cái tuổi thanh xuân của tế bào hơn, thì có nghĩa là cái cơ quan đó, cái mô đó sẽ hoạt động tốt hơn. Và bên cạnh đó, mà ngoài cái việc mà dùng tế bào gốc nội sinh, thì giá như trong cái tế bào gốc đó nếu như có được các cái sản phẩm, có được cái chất hỗ trợ, những cái chất chống oxy hóa, thì sẽ giúp cho cái việc mà quét đi những cái gốc tự do, tức là quét đi những cái rác ở trong lòng mạch, trong hệ thống tim mạch, trong cơ tim, trong trái tim của chúng ta, thì quét được những cái rác ấy đi, thì nó sẽ làm cho cái căn nhà tim mạch ấy nó được khỏe hơn, nó được khang trang hơn, và chắc chắn rằng nó sẽ thực hiện chức năng một cách tốt hơn.
nên chính vì thế mà việc mà bổ sung các cái chất chống oxy hóa, tôi thiết nghĩ rằng nhất là những cái flavonoid từ các cái loại quả, từ các cái loại trái cây thì thực sự là rất là quan trọng đối với sức khỏe hệ tim mạch. Vâng ạ, như chuyên gia đã có nhắc đến cái hợp